Rồi con xe cuốc Hitachi nha các bạn. Jazz 70 các bạn. Đang ở trên bờ kinh. Đang qua bờ kinh nha các bạn. Thì quê mình thì hiện giờ đã nước nổi ha các bạn. Nước trên đồng rất là nhiều rồi kìa. Thì con kinh này thì nhà nước mới múc, mới vét kinh lại bỏ lên đất quá trời đất á. Nên chủ nhà người ta muốn xe cuốc vào để ban, để xin bình yên nữa. Có làm lúa thì kéo lúa lên bờ được ha các bạn. Ban ra. Giờ có xe cuốc rồi cũng dễ ha. Nhớ hồi xưa cán dây là múc lên làm lộ á, thì ban tay bên xong không có lộ luôn các bạn. Cái lộ mình không qua bển được nữa nè. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Call me out. I never thought that.